Rồi xong. Anh lệnh hả anh lệnh? Lệnh hả anh lệnh? Lệnh hả anh lệnh? Giá trị phần thưởng một tỷ đồng. Ok, chào chú anh em ơi. Đánh mới nhận rồi nè. Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy ở đâu? Câu giờ hả? Câu giờ thì câu giờ. Sao mà anh được em à? Câu giờ này. Câu giờ này. Đúng rồi, mình hồi trước mình làm bên Zit nha. Chúng mình làm bên Zit á. Managing your projects should feel more like this. That's why you need ClickUp. With ClickUp, chạy đâu? Không làm gì được anh lệnh à? Chém chẳng đầu anh em, chém chẳng đầu lại anh mà. Nói chung mana tầm này rất là nhiều. Chém luôn là trúng cái hút mana đánh mỏi. Đánh tay mà khi nào cần boost mới auto thôi anh em ơi. Khi nào cần boost mới auto thôi. Nào cần bốn mao tù à. Chết này. Được tay 5k5. Ồ 5k1. Tay 5k1 này rồi. 5k1 thôi. Bắt chó như lại bùa hiếm quá. Không có bùa. Bùa ít quá. Làm gì được. Hôm nay bùa không có nữa, đánh mình đang tăng theo đường tống kim á. Bùa được có 1-2 điểm à. Bùa 1-2 điểm à. Chón bắt chón cũng khó. Hết máu à, hết máu à, hết máu à, hết máu à. Thấm không, thả thấm không?
Nhìn thấy thắm không? Chạy đâu bưởi. Bưởi ăn máu rồi, dính này dính đam đau lắm anh em ơi. Là người chạy nè. Cái này là dính đam hơi bị nhiều ấy. Biết đâu. Nó không nghe à? Nghe mà. Sao là không nghe? Chó có 16 chẳng biết quá. Chạy lên bờ lên núi. Chạy lên núi. Dí theo hả? Coi lần đam nhiều. Mình nghĩ là mình ăn chắc ăn lần đam luôn anh em, mình không thu đam đâu. Thấy chưa? Mình bị trúng 21k thôi. Mình đánh đối phương đánh 64k lận. Nói chung là nếu mình câu giờ mình đến cuối giờ mình vẫn ăn thôi. Anh em thấy không? 21k với 64k anh em thấy không? Câu giờ vẫn ăn thôi. Phụ pha vô rồi thì mình dụ rồi cho giấy một cái rồi mình chém liên tiếp á. Ba bóng đào không kịp bơm máu.